xào nhân mình làm bánh mì hấp nha cả nhà. Nhân này mình cũng xào vừa ăn nha cả nhà, đừng mặn quá, tại hồi mình bỏ lên bánh mì xong mình còn chấm nước mắm tỏi ớt nữa nên đi mặn quá nó không ngon. Bây giờ mình hấp bánh mì hấp nha cả nhà. Bây giờ bánh mì hấp mình hấp xong rồi, bây giờ mình bắt đầu mình chiên chả giò. Mình làm xếp quầy sợ nó dai mà. Xin chào cả nhà, mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình nha. Mà xích vô, xích vô, mới thấy bác Sơn. Bác Sơn, còn xích vô nữa, xích vô nữa, xích vô nữa. Đó, xích vô nữa. Xích vô nữa, xích vô sao? Đây, xích vô nữa. Xích vô nữa, xích vô nữa. Chưa, xích vô nữa. Xích vô nữa. Rồi, hôm nay mình có bạn mới nữa nha, cả nhà. Anh Sơn, cả nhà, anh tên Sơn. Anh này thì chơi với ông Thành này lâu lắm rồi. À, hôm nay mời anh lại, hôm nay New Year mời anh tới nhà ăn bánh mì hấp với lại ăn chả giò với lại gỏi tai heo tôm. Cái món này là mình mua, còn hai món này thì ở nhà làm. Hôm nay đãi anh Sơn nha, anh Sơn ăn nhiệt tình nha anh Sơn. Rồi ăn chưa? Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà. Mời cả nhà xin mời ăn. Rồi gấp đi Sơn. Nè Sơn, mắm ăn hết cái giò ra nha. Để lựa cái muỗi cho con. Ở đây đó, giờ mình chừng cái chân nha Sơn. Nè, cho con. Đem mình lấy giấy. Rồi ăn đi, ăn tự nhiên. Không, nó bớt nó. Anh lấy miếng bánh mì à. Cho nó cho sạch tay. Nè, cho mày nè. Đây. Đó, ăn Sơn tự nhiên đi. Rồi, cho sẽ đâu không rồi đó Sơn. Rau thì tự lấy nè Sơn. Rau tự lấy nè. Dạ yeah, nãy giờ chắc nó cũng nó nguội nó mềm. Hơi nguội em ơi. Ờ bởi vì lay quay rau nằm sơn ăn lấy tự nhiên nha. Đứng lên lấy rau nha. Nãy nóng thì nó mềm ngon ha. Mình lay quay, mình quay rồi mình chỉnh sữa rồi. Là nó nguội rồi ăn ha. Nó nguội. Nó nguội rồi.
Rồi xin mời cả nhà. Xin chào. Ôi là cứng. Bánh mì bị cứng nè mày. Cứng nè. Bởi hồi nãy nó định mua bánh mì loại nhã nhỏ bình thường á thì nó mềm. Mà hết à. Cái em mua bánh mì xếp quầy ở 7 nghi rồi. Cho trà đã điều qua lấy nước cho con rồi. Nó để giờ không sao nè. Bánh mì dai quá ăn trẻ giò. Nâu thì cũng mới ăn chứ. Ăn chứ. Ăn chứ Sơn ha. Nè đúng rồi, trong nồi á nóng rồi làm ăn liền. Ăn liền thì tại cái bánh mì xúc quầy nó dai. Cuốn này Sơn, đó. Thấy không? Để trẻ giò cuốn này là chấm. Thấy không? Đúng không? Nghi à, bánh mì nè, nãy làm nghi à. Tại làm cái loại hả? Dạ, ăn chả giò đi, lấy miếng rau nè, để cái giò lên, cuốn lại, chấm mắm ăn. Để cho. Rồi, để cho giò lại, cuốn lại. Nãy mua bánh mì là hang long nó hết à. Phải mua sớm mới được. Ừ, nó mềm, nếu nó mềm. Rồi, cuốn lại, chấm mắm ăn ra. Còn loại xúc quầy là bánh mì bao ghét nó dài á. Nó đặc ruột, nó cứng, dai á, bởi mình hâm. Mình hóc á, mình không ăn liền á. Dai. Đừng có bia ra cơ. Nay đã ăn Sơn tổ chát à. Chơi lại cho Sơn đi. Chơi lại cho Sơn. Giờ nhiều lắm con. Chả giờ mới quay mấy bữa trước. Hai cha con đòi ăn chả giò nữa thôi nha, bởi mình phải đi chợ mình làm nữa. Chả giò em làm ngon, ta đòi, ta đòi tức là vợ mình làm ngon chứ mới đòi nữa, phải không mày? Đúng rồi. Chứ làm dở, anh đâu có đòi nữa. Nào, nó không hiểu ý gì hết trơn à. Cả nhà thấy không? Bà nói em sao đòi nữa, tức là vợ mình làm ngon mình mới đòi nữa. Hai cha con đòi ăn chả giò nữa. Bởi mình phải làm nữa thôi nha. Đó, ông thêm bánh mì ngon lắm, mình còn nhiều nữa mà. Okay. Nãy ăn cho no đi. Gỏi này nè, mua của hàng đó. Ăn ngon. Gỏi để em ăn, hai món này cho anh cho nó hết. Cái nhiều quá. Cái em làm quá nhiều. Không sao. Nè, rất ăn này nè. Đúng rồi. Nè, nó bốc lời đó. Ăn ơi, ăn nhiệt tình em sao? Coi cái hàng Quế nó làm có ngon không? Có giờ sống nè anh. Ừ. Ăn đi. Tao phải món chả giò. Chả giò anh. Chả giò. Chả giò là anh thích nhất. À. Nãy giờ ba cuốn rồi đó. Cái xà bánh mì này sợ ăn hết luôn rồi. Cái mì á. Cứ thấy hết mà. Hết không mẹ? Dám ăn hết không? Không muốn ăn. Hồng rồi, ăn hấp rồi. À. Mày phải ăn phụ á. Thấy không? Hồng hấp rồi. Tự nhiên sao? Rồi, cắt thử món này con Quế. Ngon không? Lấy đũa cắt thử đi. Ăn thử rồi. Ăn thử ngon. Chở miếng rồi. Đũa. Chở lửa. Rồi chở lửa hả? Em ít em nặng mấy cái da heo nè. Tôi cũng đâu có ăn đâu, ít ăn lắm. Mà tại vì em bán ngon á. Mua ăn thử. Chở đũa rồi. Rồi. Anh ăn đó đi ha. Ừ. Ăn thử rồi.
Bác ăn được này. Được rồi. Được. Ăn được chưa? Nên bán gì một cái gì 50 đồng không anh Thành? 30. 30 đồng hả? Gần 30. Thế vô 30 còn muốn nữa. 28 đồng hơn 28 đồng mấy. 29 đồng. 30 rồi. Này là món nhậu đúng không? Nhậu mua hai thằng mua dễ hủ vậy ăn là được rồi, mà hợp ăn là no hết mẹ luôn. Anh thích ăn gỏi gỏi hoa sen à, anh nhìn làm cũng ngon. Ăn cái miếng mì nè xem miếng mì, ăn cái gì vô nhân nè, nó thêm nhân bỏ vô thôi đủ rồi, nhân đổ mẹ giống như đất rồi, có cái muỗng múc 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 cho nó đi, đổ mẹ sẽ chứ xuống lâm hết trơn rồi. Được 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 vô được vô được vô. Gạt lên trên. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ừ. Nguyên nhiên ngán. Đó, cái nhà ông bà xã mình làm chả giò rất ngon. Tại đây đợt này cái hai cha con mình yêu cầu đợt thứ nhì nữa. Tôi làm ngon lắm, giờ tôi làm ngon lắm. Cái gì chứ chả giò là số 1. Bán quán là ngon nhất. Bán cái ông này. Ăn không bình thường. Ừ. Ngon không? Nha. Ừ. Ăn không hết không có về nha. Phải chưa? Ăn phải hết mới cho về. Không không không, 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 không cho mà về. Phải ăn hết mới cho về. Ăn không tự biết bao lâu phải ăn hết đồ ăn. Cái gì chứ chả giò chắc là hết rồi đó. Bánh mì thì anh chưa biết à. Mì hấp cũng ít mà. Ủa sao mấy cái vậy? Mới có 3 cái. Mới có 3 à. Tới đi còn ăn nữa mà. Tới đi còn ăn nữa được không? À, đó. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú. Cả nhà mình xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ủng hộ video của mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye.